Trời ơi, cái quần siêu đỉnh này của Karina, các chị yêu của em, các chị nhìn này. Ôi quá là đỉnh luôn. Không nhăn nha các chị nha, em test chất cho các chị xem một chút nhá. Không nhăn, không nhầu một chút xíu nào luôn. Và ngày hôm nay mức giá tại livestream các chị yêu của em phải thực sự là nhanh tay để có thể sở hữu được cái quần này. Chất nó đẹp này các chị nhìn này. Cạp làm siêu cao, hách dáng cực kỳ luôn. Chị nào mặc đi làm công sở đẹp, mặc đi chơi cũng đẹp. Đây các chị nhìn nhá, em quay sau mọi người xem này. Cái phần nâng hông của nó phía sau làm cho cái quần chúng ta đẹp hơn rất rất là nhiều. Mà tại cái livestream ngày hôm nay, các chị đi mua hàng chính hãng của cái quần kiểu như này bao nhiêu tiền ạ? Một dáng baggy đẹp mà dáng ống lên nó rất là đúng, nó không bị gãy dáng và chất rất là đỉnh cao. Em có rất nhiều màu, các chị có thể lựa chọn các màu đen như này cũng được, gọn người, gọn dáng, che khuyết điểm tốt. Hoặc là các chị lấy tông màu bay như vừa rồi em có giờ ấy, hoặc là cái tông màu nâu như này, dáng thì đỉnh mà em thấy các chị yêu là cái chất nó quá quá đẹp để mà tìm được thị trường một cái quần. Và với chất liệu đẹp mà hàng chính hãng như này mà giá sale lại cực kỳ tốt, chưa đến 400.000 có 300 mấy một cái quần thôi, cực kỳ lâu đã các chị yêu của em trong buổi livestream ngày hôm nay luôn. Áo len tăm ngược mặt có bán không á? Có luôn nha mọi người ơi. Áo len tăm thì á chỉ có 199.000 một cái thôi. Tại livestream ngày hôm nay em chia nữa chị yêu của em, mình mix luôn cả một dáng này, mình đi làm cũng được, mặc đi chơi cũng được, trông năng động, trẻ trung, khỏe khoắn, vừa đẹp vừa sang. Và cái chất các chị nhìn nhá, dòng này là dòng tuyết mưa Hàn, dòng hàng cực kỳ cao cấp, nó không bị cứng như cái chất liệu vải là tuyết si hay những dòng khác, mà cái chất tuyết mưa Hàn này nó có độ mềm và phong, nó vẫn đứng dáng, vẫn đẹp và cạp làm rất cao nhé. Điều đặc biệt mà em luôn luôn chú ý này, nếu như mà cạp thấp quá các chị yêu của em mặc nó không được đẹp và cái dáng người của mình trông nó dài đúng không? Mình mặc như này trông vừa gọn người vừa gọn dáng, lên dáng thanh lịch công sở. Đây các chị cảm giác của em đi đâu mặc cái này lên dáng thì cũng đều rất là đẹp. Để có người hỏi là mua quần ở đâu, các chị nhớ giới thiệu cho Karina. Em ơi có size không em? Em có cho chị yêu của em dòng quần này nhá, hai cúc cạp cao có size từ 40 cho đến 75 kg. Còn áo của em ngược mặc trên người cũng có size từ 40 cho đến 75 kg luôn. Nói chung là các chị yêu của em có thể thoải mái lựa chọn form size nó phù hợp với các chị yêu của em luôn. Đặc biệt là áo nhá, nó là dòng hàng tăm lạnh, chất mặc mát lắm. Các chị trải nghiệm áo này với giá 199.000 đi. Và mua từ hai sản phẩm đặc biệt ngày hôm nay, em sẽ miễn phí ship toàn quốc, nhận hàng, kiểm tra hàng cho em trước khi thanh toán tiền. Lỗi một đổi một trong vòng 7 ngày kể từ khi nhận hàng. Các chị đã cảm thấy yên tâm chưa? Và nhớ cho em nhá, một chiếc quần chính hãng này, cao cấp này, xịn sò này, với mức giá tốt nhất như này. Đây, mọi người ơi, cầm cái giá cái chất này. Em ơi, nó xuống dã man luôn đấy mọi người ạ. Đây này, test cái chất cho chị này. Nó không nhăn đâu. Bình thường nếu mà nhăn các chị vò vào như này đúng không? Nó sẽ bị nhăn ngay. Nhưng mà em thả dáng cho chị xem này, nó phẳng phiu như thế này, đẹp như thế này. Thôi để lại đúng cú pháp cho em đi, chấm lại một dấu chấm thôi cũng được để đội ngũ chuyên viên nhà em tư vấn báo giá rồi là chốt đơn cho chị yêu của em với mức giá tốt nhất tại livestream ngày hôm nay mọi người nhé.